như đã hứa là Huy đã tới Pattaya, cái biển Pattaya á, có nghĩa là hôm qua mình đến vào lúc 2 giờ sáng là ở Chân Tiên và một cái biển là Đông Tan, Huy chưa có tới nhưng mà đã quay đợt trước cho nên là hôm qua chỉ tới Chân Tiên và một cái bãi biển kế bên đó. Thì bây giờ hôm nay là tới bãi biển Pattaya vào lúc 2 giờ sáng thì mọi người thấy là không khí rất là nhộn nhịp, người ta bày những cái ghế này đó, người ta ngồi những cái ghế và hàng quán ở đây rất là đông, và có một con chó rất là dễ thương. Hollywood đó mọi người, người ta bây giờ người ta ở trên đó thì người ta có đánh điện và cái khách sạn của Huy ở là ngay chỗ đó luôn. Thì ngày mai Huy sẽ lên trên đó chạy bộ, Huy quay trên đó cho mọi người coi cái sự khác nhau cái chữ Pattaya ở gần ngay chỗ đó nó như thế nào. Ở trên đây là có các hàng quán, cái nhạc người ta hát sống. Bên kia là nhạc và những cái chiếc xe chở giữa đường là rất là nhiều nha. Cái chiếc xe đã khoảng 10 bánh là cỡ 7.000 nha mọi người. Anh đó đang cắt chuối chát cho Huy này đó. Và có cà chua này đó, mọi người thấy không? Cà chua này nè. Có sả luôn, anh ấy làm sả hồi giờ. Hồi giờ Huy chưa bao giờ thấy ai làm bỏ sả trong đây nè. Ồ, cái này sả nè. Ba sả thái điếc nhân ngay gấp. Ba sả điếc điếc hay điếc nhân ngay. Ờ điếc nè. Hả? À, tặc khay là xẻ nha mọi người. tặc khay là xẻ. Lần đầu tiên thấy xăm tăm mà bỏ xẻ. Đó, anh ngồi anh đâm giữa đường vậy á mọi người, anh đâm cho Huy á. Xong là Huy sẽ có một cái món là xăm tăm mà chuối chát với lại sả với lại xoài với lại ốc nữa, ốc nè. À con cua anh đưa cho Huy con cua á, con cua đồng ba khía á. À một chút đường nè.
Đây là ốc nha mọi người, ốc bu á, người ta bỏ cắt sẵn ra như thế nha. Một chút nước mắm. Không gian ở đây rất là đông đúc đó mọi người, thấy không? Người ta ngồi chiếu, người ta ngồi gối, và ở đây chuẩn bị có countdown á, là Happy New Year, là sân khấu ở đây rất là lớn, đang xây ở dưới kia á mọi người. Và mọi người thấy không, 2-3 giờ sáng là người ta vẫn chiếu đèn. Chiếu ơi, tại vì khách du lịch ở đây rất là nhiều luôn. Chưa gì mà tôi chạy nước miếng. Mấy bà chị ngồi với chúng tôi cười hơi quá trời luôn. Thấy Huy review của mọi người đây. Nát nữa đi. Đây cano này mọi người, Huy đi, Huy cầm cái miếng này nè, xong rồi xuống đây, Huy ngồi vào đêm và Huy nhìn ngắm những cái chiếc thuyền đầu ở Pattaya rất là đẹp. Mà mọi người thấy không, người ta rất là nhậu đông. Đây mày. Đây. Huy đang nhờ một cái người chở Huy ra đây á mọi người, cho nên là Huy trong lúc mà Huy đang ăn có thể Huy đang nói chuyện với người khác. Ở bờ qua bờ có mì khôn chui bỏ mà thì ní nó có hai video tha bỏ khôn đọc khôn nữa. Đây là mấy hẹn ok nè khắp ho nên ní là khôn chui bỏ mà thì ní khôn ba sàn không bỏ nữa hả. Đây và Huy mua cái phần này nè mọi người, đó phần đó đó người ta xây trong này có chuối nè, có chuối mà chuối chát đó nha, không phải là chuối ấy đâu, là giống cái chỗ Huy đã review ở ấy rồi, và có xoài nữa, và có ốc nữa mọi người, mua có ốc và có con cua luôn á. Con cua nữa, con ba khía nha, ăn thử nha, lon đuôi ở lại mấy bạn đó, nó ở lại bởi vì Huy thấy cái này ngon hơn cái chỗ mà Huy đã mua, bởi vì là nó có cái mùi xả nữa mọi người, rất là ngon luôn, nó nồng lên. Bánh mì lemon grass á, ba sản hai bút là tay kia lemon grass á, cà tím mà nào đó. Mấy sai mà nào, mấy sai cà tím, tà khai lọ à, tà khai hả, mì khấu trai bấm hẹn khấu, nếu có bánh ở lại qua bọc cà tím nữa. Bọn cà tìm mấy ở loại mượn bẹp ní nè, bẹp ní khấu thăm mì tạc cày hả? Tạc khái à, bài tiếng Thái á, cái cây xả là tạc khái nha mọi người, tạc khái. Ờ, à, kìm nè. Kìm nè không? Ở loại mà kìm lên. Đấy, bây giờ thì Huy là ngồi nói chuyện với bạn của Huy nha. Mọi người coi Huy nói chuyện với người Thái như thế nào nha. Bọn bà hoa cam lăng khui cặp bươn khôn mà chui thi ní nè, nếu có bọn khui ba sản hai á, khôn Việt Nam đu bọn khui cặp khôn thai dân ngay. Khôn giặc đu lại, khôn giặc khui lại có khui nữa, mượn mấy mì video rồi sà ba. Tôi nói là Huy nói với mọi người, bạn đó là mọi người ơi, gì Huy nói với bạn đó là Huy đang nói với mọi người là có người lại hỏi đồ, Huy nói là Huy mua rồi, xin lỗi nha. Hồi nãy đang nói vụ gì ta, nói là với bạn này là Huy đang quay video, bạn cứ nói chuyện bình thường với tôi đi nha, tại vì tôi cũng muốn cho mọi người Việt Nam, những người theo dõi tôi thấy tôi đang nói, có một cái người chở giúp tôi ra đây để quay cho những cái người đây.
cho nên là cảm ơn cái người này. ขอบคุณครับคุณช่วย bỏ ma thi ní đưa thải video hay con Việt Nam đu đó ha. Cái bạn đã mời người uống cái không có thấy nhãn hiệu ở bên Thái, hình như thấy nhãn hiệu không có được, không ở dưới là không có giới thiệu cho người ta. Lon nồi cái bạn này dễ thương lắm. Thường thường những cái người chọn Huy thì Huy đó đồ ăn là Huy mua rồi nên mời, nhưng mà bạn đây bạn dễ thương, hồi này bạn mua cho cái kem quán này. Quán mắn hỏm angun hả? Sato Bali hả? Angun là cái nhau á. Còn người ta tiếng Thái người ta nó kêu Sato Bali cho mấy. Sato Bali là cái nhau là đọc y chang tiếng Anh vậy á mọi người. Sato Bali. Peach. À peach thì tiếng Thái người ta đọc là peach hả? Peach hả? Peach. Peach mượn canh cho mấy. Peach mượn. Đây peach là peach. Không có cho thấy cái hình cái nhãn ha. Peach là trái giống tiếng Anh luôn, chứ người Thái đọc là bờ ít biết sắc biết biết đó nha mọi người, là trái đào à. Rồi cái bạn này bạn mua cái đậu ngừ hay đậu gì? Đậu ngừ, thấy đậu ngừ nhớ chi đậu ngừ quê má gì nấu rồi. Ai ra xứ Huế thì ra ai về là về, ngon quá mọi người ơi. Chị ăn đơn giản như thế này và ngắm cái chữ Pattaya trên đó. Ngày mai Huy sẽ dành cái thời gian sau clip này Huy lên trên núi. Cái chỗ khách sạn mình là cái chỗ đó luôn á mọi người. Là mọi người sẽ thấy cái sự chill chill ở đây là những cái chỗ nơi nào giống như mấy cái bãi biển từ hôm qua tới giờ. Xong rồi ngày mai á thì Huy sẽ chở chị Mai đi coi những cái nơi như là đền Chân Lý này, cái đền đẹp lắm bằng cổ. Rồi Huy sẽ quay cho mọi người một cái clip khác nha. Phí mà chị tốn tiền là thuê cái chiếu ở để ngồi thôi. À, còn ai có chiếu là mua rẻ lắm mọi người, mua luôn là có trăm mấy bạc à. Nhưng mà thuê thì là hình như là anh ấy là 60 bạc không? 60 bạc là cỡ 30.000 Việt Nam mình cho một cái phần chiếu như thế này nha mọi người. Bạn kíp bóp dâm tiền 200 tiền Pattaya cặp đòn tàn mắn cay cay đuôi cằn hả? Xin lỗi. Còn nữa phẩm dù này bị mày á nâng quan là mượn nâng mượn á bọc cả tỷ tám mượn tám bằng trẻ bị mày mắn mì ra kha là nâng mượn đây suối mà có suối nè, có view suối ha, bắt Newton mắn mì view suối view tha lê gìn lên mới gìn lọt họ là không mà ok ba loại buồn nó buồn thong giờ buồn thong này tin lỡ chị buồn thong sao mà lại buồn nó sao mà lại buồn mua kinh gia điêu có hại
một tám răng tai nuốt đai mấy bên rầy, nuốt khen nuốt khác nuốt thịt nuốt nuốt khen nuốt khác à lại to mấy lúa không về lúa chậm chín lọ mấy lúa bên nghĩ hả mấy lúa chẹp trong nghĩa chẹp trong nghĩa chẹp trong nghĩa nuốt nghĩa này tốt mà lầm nữa ngon lắm rồi sáu năm dài hải thông cam à mấy lúa mà lầm mày mấy lúa nè mỏ chít rồi mỏ chít cặp Pattaya đuôi Pattaya mi mỏ lầm nữa hả mi đi nè ที่ไหนรวมแล้วแต่คอยกับมีเป็นพับเหรอใช่เป็นพับอ่ะใกล้ๆบับไอ้นี่หรือเปล่าตรงพัทยาใต้ป่ะศิลปินอีสานนะมันใหญ่มากเลยมันเหมือนสเตเดียมอ่ะภาษาไทยสเตเดียมยังไงสเตเดียมอ่ะเวทีคอนเสิร์ตเงี้ยเหรออ่าเวทีอ่ะจอ hơi bị đau bụng quá mọi người hơi chịu không nổi luôn á tại vì không phải đồ ăn không sạch chứ là không ngon mà do Huy ăn nhanh ngon quá nó nhanh ăn nhanh quá mình có sẻ mới là có ớt lần đầu ăn á nó nhanh quá giờ nó đau bụng mà giống như là muốn xỉu luôn mọi người xong rồi cái bạn đó bạn thấy tưởng Huy giỡn xong rồi ai ngờ thấy cái mặt xanh mà đau rồi cái bạn đi mua cho Huy bạn chạy lên xem Family Mart bạn mua cho Huy cô đu này video hẹn na bọng ấy chui hai tháng tu tháng na đây mấy hai thúc con đu hẹn mấy để Family ok xong rồi bạn đi mua thuốc cho Huy nè mọi người ô cái thuốc này giống của Hồ Bích Trâm mua hồi Huy mua cho Trâm xong rồi Trâm để lại Huy có uống á hồi bữa thời bị yên hả anh em hiện vô giờ Huy phải uống thuốc mọi người cái bàn đó bằng tưởng Huy giỡn đâu không uống má nó khóc ต้องกินเยอะเหรอกินประมาณเนี่ยก็พอแล้วเยอะไปนั่งสัก20นาที30นาทีเขาไม่ได้กินเยอะขนาดนั้น4ช้อนช้อนเหรอกินพอแล้วใช่ไหมไม่ต้องอันนี้เกินเยอะเกินแล้วแบงค์นะแบงค์เจอแล้วคงไม่ค่อยอุ้งดูแล้วแบงค์นะเกินเจออุ้งหนูอุ้งหนูให้อุ้งนิ้วว่าแบงค์นะกินไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นแล้วคงว่าฝ่ายแล้วอุ้งนิ้วแล้วกินมากกว่านั้นมาดาวว่าให้อุ้งนิ้วว่าให้มันแหน่แรงจุ๊บอันนี้เห็นแค่นี้นะเห็นแค่นี้เหรอนั่งนี้เหรอใช่ต้องนั่งไกลๆทำไมไม่เอาเลนวายกินเหรอโอเคไม่มีกองเหรออ่ะไม่กล้ากินอีกไม่ต้องกินแล้วขอฟังเพลงขอฮักเสิร์ช Google ผมฟังเพลงให้ทุกคนเพลงอะไรคือละคือหยุดก็ได้ครับไม่ไหวแค่ต่อขอหยุดวิดีโอได้ไหมยังไม่จ้ะแดงเน่าบุ๋งนะเบิร์ดอุ้งจนนะเบิร์ดต้องมาใช้ตั้งหัวหนู
đời nó nở hoa mà người thôi. Chân bước ngọn khe phố, mắt buồn tình ngọn cây. Anh cho em mùa xuân. Hải bột thong luôn hả? Hải, Hải nhớ, khuyên nhớ. Tè mắn mì nít nưng. Mắn có mì nít nưng, nhăn mấy nưng lói bờ sen nữa không? Bạn đó bạn hỏi cho à, ủa hết đau bụng rồi hả, mắc đau bụng rồi hả, xong rồi nói ờ nó tốt hơn nhiều, nó tốt hơn nhiều nhưng mà nó vẫn chưa có hết hoàn toàn 100%, nó chỉ còn một chút thôi. Mà thấy cái pháo hoa nở lên, thấy mùa xuân tới rồi, chắc là sắp có người yêu. Chắc là sắp được về Việt Nam. Anh cho em mùa xuân đua hoa vàng mới nở, lộc non vừa chảy lá. Ê, bây giờ hát một bài hát nè, trước khi mình về khách sạn này ha. Khó bệt này mà. Đây mình hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lan nha mọi người. Để mình hát cho mọi người nghe nha. Du du na đây mấy. Hả? À? Du du na phổng khúc khúc hôn hẹn mấy. Hẹn hẹn. À. Tư là tư phu tương, bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tình chàng, nằm ở canh mơ màng, em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặn đau ý à. Đang đau bụng mà hát cái chỗ này tôi mắc cười quá trời. Đường dù xa ống bươm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang, đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đa giọng phu, giọng phu giọng luôn trong tình vàng, lòng xin chớ phụ phàng, chàng hờ chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tay, biết bao của đó đây xung dày, duyên sắc cầm đường lại phải à. Lua con hến thấy hiền mi sợ người hát nhìn đó. Kiếp nguyện cho chàng, nguyện cho chàng đặng chữ an bình an, mau trở lại gia đàn cho em nhà nghiệp đôi à. Nói chung khúc cuối thôi không biết hát thôi, chị bác khúc đầu thôi. Nói chung là giờ là đã bớt đau bụng rồi, chắc là về khách sạn. Và nói chung là hôm nay là Huy đi review là bị thất bại, và cảm ơn một cái người mà người bạn đã xứ người ở đây, một cái người nhân ở đây thôi giúp Huy chứ không phải là bạn nha mọi người. Không bỏ qua không quên mát buồn bò quanh ý mì rương mì bánh hả buồn hón con chui bỏ xong này đi review thắng rét hẹn tè mà quân đi chay mát lời nó có đơn này tha lê đơn này rán này tha lê à chui bỏ bánh hải buồn thoáng phóng phút và sản hai quân ngon mấy ngon ngon chi tớ khó chay mấy khó chay hả khó chay khó chay hả khó chay thêm hai mày bạn bọt ngon ngon tại khó chạy ngon tại khó chạy giống như là nói chuyện Huy nói chuyện nhiều khi á, cũng người ta cũng khó hiểu ra thiệt ra đôi khi Huy nói tiếng Việt Nam á là mọi người cũng khó hiểu tại vì cái câu nói của Huy và cách truyền đạt của Huy đôi lúc á mọi người phải nghe và mọi người phải logic lại thì nó sẽ có ý nghĩa nhưng mà nó bị không có giống như cái người thông thường nói á, cho nên đôi khi á, mà Huy nói chuyện người khác khó hiểu là vậy mọi người, ngay cả tiếng Việt Nam luôn. Cho nên là nói chung là clip này là Huy quay cho mọi người coi vui vui là Huy ngồi nói chuyện với một cái người giúp Huy đi vay và Huy cảm thấy may mắn vì người ta tốt đối với Huy.
hơi ghé giữa đường cái bạn ra bằng chở giùm để ăn cái hủ tiếu cho nó mất cái ớt cay nhiều quá và đau bụng á, để có đồ ăn vô á mọi người, trước khi về khách sạn cho Huy ở về khách sạn một mình mà không có đồ ăn nữa. Cái bạn đó bạn chưa chở tới xong bạn mắc tiểu, bạn đi kiếm chỗ tiểu. Người ta cho rau này, ở đây là hủ tiếu Thái Lan rồi. Có hai cái loại nước, nước trong với loại nước nước đen, nước sảy là nước trong, còn nước đen là cái màu đen đen đó là hình như nước huyết đó mọi người. Cái bạn đó bạn không có ăn, hơi tính mời bạn nói để cảm ơn lại. Không bọc hoa, bạn đã mới tới nên ngồi xuống này nha. Đi mấy, đi mấy. À đây à. Mấy, mấy hơn năm. Sẽ leo mấy. Vô đi bà lại. Mấy mì hả? Mấy đai đủ dân. Hả? Mấy đai đủ dân. Mấy không phải là chờ bà, cái này vô sạch này bà. Bà hả? Dạ. Bà là gì ta? Rừng hả ta? Bà là forest đó hả? Chà. Nó đi vô rừng, đầy đái luôn, đầy đái là vô rừng. Đang đau bụng và mắc cười. Nói cho Huy cũng sợ cái clip này là mọi người nghĩ là Huy giả bộ đau bụng đồ này nọ, chứ thiệt ra là thiệt mọi người mà. Cái lúc mà bạn đó đưa mình uống đó, Huy nhớ hồi xưa uống có 3-4 muỗng là đúng rồi, mà tự nhiên hồi nãy uống cỡ đó rồi mà nó đau quá cái. Bạn đó nói uống nhiều vô, uống nhiều vô, Huy uống quá trời luôn. Cái phải nhẹ ra một chút. Cái sợ mọi người nghĩ là mình giả bộ là lúc nó nhẹ ra nữa. Vừa làm mà cũng vừa sợ, mặc dù rất là đau bụng, đau muốn xỉu luôn, mà cái clip này á Huy quay á Huy thấy cũng ý nghĩa, tại vì á là mọi người biết những lúc Huy một mình á là gặp người lạ lần đầu tiên mà giúp Huy như là rất là quý, cho nên là Huy nghĩ là đây là một cái clip về một cái sự giúp đỡ của một cái người nước khác tại một cái người nước của một cái người nước ngoài, người ta ở tại một cái nước đó. Nó cũng đầy tình người, mặc dù là không phải là chung một nước đó. Rồi ăn và xong Huy nằm rồi về, rồi nghỉ ngơi một ngày rồi về Bangkok. Ở lời quà phở phải không? Ở lời quà phở. Ờ cái bạn này bạn thích Việt Nam, quên nói, có một qua Kun Shop Việt Nam, Kun Bay Thiêu Việt Nam, Kun Mộc ổn. Cái bạn này nè mọi người, bạn nói ngon hơn phở không? Ở Việt Nam khoảng Thái quả khoảng Thái ha. À, bạn nói Việt Nam mắc hơn Thái, chính hả? Sai khoảng kín. À, đúng rồi, khoảng Thái bán thuộc quả. Tại sao bia Việt Nam thuộc quả? À, nhưng mà bạn nói đồ ăn Việt Nam rẻ hơn bên Thái, nhưng mà bia ở Việt Nam là rẻ. Đó, đồ ăn ở Việt Nam mắc hơn Thái, đồ Thái rẻ mà đúng rồi. Tại mấy loại? Tại bia Việt Nam mấy loại? Bia Việt Nam mấy loại hả? Tè bán thuộc. Bạn nói bia Việt Nam không ngon. Còn đi nó sẽ đi lắm. Nhưng mà nó hả? Còn đi nó sẽ mì dơ. Không phải xứ này super nó sẽ dơ. Ta phải xứ tạm lán, lán đập mình, lán cái tiểu lán à lại gì. Tại ăn hàng Việt Nam có khai mấy? Khai gần mấy? Mấy nhu. Mấy nhé. Mấy khoai đại kinh. Mấy khoai đại kinh hả? Được cuốn mấy shop và cuốn mấy ca bò. Kinh. กินเฝอได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นเลยกับพวกแต่เฝออร่อยมั้ยพวกย่างๆพวกเนื้อย่างอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละจะเฮ้ยบางคนดาวบุ๋มล้ำลุงอ่ะมองเลยแต่อร่อยแรกหนูเป็นข้าวแสงดำมันผมนึกก็เขาน้อยจุ่มหนึ่งก็แค่ใจทุกได้คำเทียนจักรุ่งแซวโอ้ยหกบัตรจำก็อย่างมองเลยหนูเดิมเลยไปมัวจ้ะหกบัตรจำใจทุกเลยhọ đã nhìn vừa cái chai thuốc rồi, tôi thấy nhớ thôi 100 thôi rồi. Ở đây người ta có bò viên nữa ha, chỗ này là các bát thịt bò, thường thường người Thái ít ăn bò. Đau bụng nãy giờ trên lúc mà đi chở hơi về khách sạn trên đường này gần tới khách sạn thì từ lúc mà đi tới giờ nó cứ hết, nó bớt xong rồi lên, nó bớt xong rồi lên.
nó bận nhói nhói. Cái thuốc này á mọi người nè, người ta ghi 2 đến 4, hồi nãy bạn đó mình uống nhiều rồi, bạn hối nữa, cái mình ra một mớ luôn, giống như uống nước túi luôn. Mà cái thuốc này là nó làm cho kìm lại, nó giống như bạc hà hay là cái gì không biết, giống như nó đang đau ở trong đó, nó làm cho sao á, nó kìm lại được. Sai lú không, lú mà mày đặt sai lú hả, lú là lại bọt lên, bọt quá kìm vào rồi, đó có gì khuyên đâu nè, mình giống như bà phè biết rồi cái này. Giờ tôi giải thích tôi cũng đâu biết đâu, tôi nói tiếng Việt với ông luôn. Tôi thuộc mấy thuộc? Thuộc tèm mấy đừng nói bà xem. Quân khít, quân khít rương, nó có quân hải. Mấy nhân này, quân... Gió rồi đau quá mọi người, thôi hơi tắt nha, hơi đau quá. Thôi giờ ngủ luôn, bye bye mọi người nha. Cái bạn đó bạn chở lên gần khách sạn của Huy á, bạn trước khi bạn chở Huy về nè, Huy đi bộ về á, thì Huy thấy cái chỗ này, bạn cho Huy coi cái view Pattaya. Bạn đã chơi với con chó này nhưng mà đừng ngủ. Đó nữa chó nữa ớn hết mấy hiện lắm đây. Cái bạn đó bạn thấy Huy đau bụng mà bạn vẫn muốn chở Huy lên, nói nghe bạn về rồi, bạn về rồi, bạn mai bạn về rồi, mốt bạn về rồi, bây giờ bạn tôi chở bạn lên gần chỗ đấy cho bạn coi cái view. Mà tôi đang bị đau bụng mà vẫn chở lên. Thấy cảnh đẹp mọi người. Đây là view của Pattaya. Anh ấy chuột thôi. Thi chuột. Anh này. Anh ấy là thi ní. Mình chưa là. Anh liệu qua khẩu bát tâm nặc. Khẩu bát tâm nặc hả? Khẩu bát tâm nặc. Khẩu bát tâm nặc là ấy là cái tên của cái núi, nhưng mà khẩu là núi nha mọi người. Đó, thấy được cái thành phố Pattaya. Đây là cái chỗ hồi nãy Huy ngồi thi năng quân cặp hộp năng thì không muốn chăm cấp. Trời. Là đây là Pattaya, còn đây là Trăm Tiên dù này cấp. Đúng nhiều khẳng lần luôn. Trăm Tiên là thằng là ở đây nha mọi người. Còn Don Tan cấp. Bên cạnh dù thằng Hà Nội. Đây. Đó. Hồi nãy thôi nói chung là bây giờ Huy với tạm biệt mọi người, ở đây Huy thấy lên đây Huy thấy cảnh đây đẹp, Huy qua cho mọi người chút này. Ok, bao leo bay cặp ba.